Xin chào các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phòng thay băng cắt chỉ và đây là khách hàng của chúng tôi đã thực hiện ca phẫu thuật cắt mí cách đây một tuần và hôm nay thì khách hàng đến đây để cắt chỉ. Bây giờ thì chúng ta hãy trò chuyện một chút với khách hàng của mình nhé. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không? Dạ, em tên là Thùy Trang, hôm nay em 20 tuổi, hiện tại em là sinh viên năm thứ 2. Trang ơi, hôm nay là mình tới cắt chỉ nè, thì Trang có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình như thế nào được không? Em cắt mí được một tuần thì hôm nay là ngày em cắt chỉ. Lúc đầu em có hơi sợ tại vì em lần đầu giao kéo á, em sợ đau, nhưng mà bác sĩ ở đây làm không có đau, với lại là vết thương mau lành nữa, cho nên em rất là hài lòng. Mình rất là hài lòng đúng không? Vậy thì khi mà Trang thực hiện xong ca phẫu thuật mình đi về nhà thì người thân là bạn bè có ai có cái nhận xét gì với mình không? Mọi người ở nhà thì khen em là mắt nhìn tự nhiên, nét mí đẹp và rõ, khắc phục tình trạng mí lót của em lúc trước. Vậy là mọi người về cảm thấy Trang thay đổi và mọi người ai cũng khen đúng không? Dạ. Vậy thì khi mà mới phẫu thuật xong về thì mình có bị đau không, hay là mình có gặp những cái khó khăn gì trong sinh hoạt không? Em chỉ bị đau ngày đầu tiên do không quen thôi, nhưng mà những ngày tiếp theo thì không có đau. Vết thương cũng lành rất là nhanh và nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những sinh hoạt khác của mình đúng không? Như mắt của Trang hôm nay mới làm một tuần, nhưng mà thực sự là chắc là cái cơ địa của mình cũng khá là tốt nè, và mình chăm sóc vết thương cũng tốt, cho nên là mắt nhìn thì giống như là mắt hai mí rất là đẹp nè, hai bên rất là cân xứng nhau nè, nếp mí cũng vào form rất là đẹp. Thì những ngày sắp tới thì chắc chắn là mình nghĩ là bạn vẫn phải tiếp tục duy trì cái chế độ ăn kiêng để mà mình có thể hạn chế được những cái sẹo ở trên cái phần cắt mí của mình. Và mình cũng bây giờ thì mình có thể quay trở lại sinh hoạt được rồi, và so với lại gặp Trang trước đây một tuần, cách đây một tuần, thì mình thấy Trang đã có một cái sự thay đổi vô cùng lớn nè, đặc biệt là cái đôi mắt của mình to tròn rõ hơn và khuôn mặt của mình nó thần thái cũng như nó hút hồn hơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn Trang đã tin tưởng và chọn Thu Cúc làm cái nơi để mình gửi gắm nhan sắc. Và với cái diện mạo mới này thì mình hy vọng là bạn sẽ tự tin hơn nè, và mình sẽ có nhiều cái cơ hội hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, quý vị thân mến, nếu như các chị em nào đang theo dõi livestream, chúng ta có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về dịch vụ cắt mí, quý vị có thể để câu hỏi ngay dưới livestream này hoặc là gọi về số tổng đài của chúng tôi 1900 1920 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết thúc livestream tại đây. Xin chào và gặp lại quý vị trong những livestream sau.